Chào mừng các cậu đã đến với Way to Weird Anime. Hãy tưởng tượng rằng sau những ngày học và làm việc vất vả thì các cậu cũng có một buổi đi chơi và điểm tới sẽ là một ngọn núi nơi được ví von như là yên bình và tĩnh lặng. Thì đâu sẽ là thứ khiến cho các cậu không muốn gặp nhất? Côn trùng, núi cao hiểm trở hay là bị lạc? Dù nếu nó là gì thì có một điều chắc chắn rằng đó sẽ không phải là một con khỉ cầm một con dao và tàn sát mọi người đâu nhỉ? Nói đến đây thì chắc hẳn các cậu cũng biết tớ định nói về bộ manga nào rồi. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không cùng tớ xem bộ manga Đỉnh Núi Khỉ có gì nào? Let's go! Câu chuyện mở đầu là cảnh một đoàn người đang leo lên đỉnh núi Shirabi, nơi mà đối diện với ngọn núi Gansai, đứng vị trí thứ hai về số người chết khi leo núi trên thế giới, hay còn gọi là núi Vượn Khỉ. Khi tất cả đều đã lên được tới đỉnh núi, thì ta mới được biết rằng đó chính là đoàn người của công ty dược phẩm Fujitani. Vì để thể hiện sự đoàn kết khi công ty đang trong giai đoạn khó khăn, họ đã tổ chức buổi cắm trại này. Tối hôm đó khi đang ngủ thì bỗng nhiên có một con khỉ to lớn cầm con dao và giết người. Sau khi những người còn lại phát hiện thì đã quá muộn và nó đã chạy mất. Khi đang định gọi cho cứu hộ thì họ nhận ra rằng túi đựng điện thoại của mọi người đã biến mất lúc nào không hay. Vì thế mọi người quyết định sẽ thức cho tới sáng để xuống núi tìm người cứu hộ. Để sáng hôm sau họ quyết định chia làm nhiều nhóm để xuống núi dần. Điểm đầu tiên họ xuống núi là suối nước nóng Maehara, 3 tiếng rưỡi đi đường. Và người duy nhất có điện thoại bây giờ là Tono, nhưng nó lại không có sim nên được dùng làm bản đồ. Đến khi nhóm 4 người của anh men Saotome Sachi di chuyển thì họ bỗng thấy điều bất thường, lộ trình mà họ đang đi lại không như trên bản đồ đã chỉ. Đó cũng là lúc cậu nhận ra rằng mình đã bị bẫy, thế nên Sachi lập tức chạy lên trước để báo với họ rằng nơi mà mọi người đang đi đến là hẻm cửa Seno, nơi hiểm trở nhất với những bậc thang gần như dựng đứng, nhưng đã quá muộn, vì thế cậu chạy vội lên đầu đoàn để nói cho lộ trình sai với đội trưởng. Khi nhóm 4 tới đầu cửa hẻm Seno thì bỗng nhiên con khỉ lại xuất hiện đằng sau rồi tàn sát mọi người. Vì không muốn bị giết nên họ đã đẩy nhau chạy để rồi ngã nhào xuống cái cầu thang dựng đứng đó và nâng tổng số người chết lên thành 14 người. Sau khi thấy nó, không một ai dám quay lại chỗ đầu cầu thang nên họ quyết định chia làm hai nhóm. Một nhóm sẽ vượt qua con núi hiểm trở để tìm cứu hộ và nhóm còn lại sẽ ở đây. Khi nhóm tìm người cứu hộ đang leo núi thì phát hiện ra rằng con khỉ đã quay trở lại để giết những người yếu và bị thương. Khi Sachi và Azai, một cựu tuyển thủ bóng bầu dục quay lại thì nó đã biến đi mất. Trong lúc lơ là thì con khỉ bỗng trở lại và tấn công, nhưng với sức mạnh của hai người thì nó đã rút lui bằng cách leo xuống vách đá dựng đứng mà không có ai hỗ trợ. Khi họ quay lại chỗ người chết thì phát hiện còn 3 người chưa bị giết, nhưng sau đó cũng chỉ kiếm được 2 người, người còn lại thì không rõ tung tích. Không còn sự lựa chọn, tất cả bọn họ phải tiếp tục leo núi với những người đang chờ ở trên đó. Đây cũng là lúc mà ta biết rằng ngọn núi mà họ đang leo là nơi bị cô lập với đất liền, nên chỉ khi họ tìm được quán trọ thì mới có cơ hội sống. Cũng như người mà Sachi từng giết không phải một mà là hai, và điều đó càng khiến cho mọi người sợ cậu hơn. Vì là dân nghiệp dư nên leo núi với họ như là cực hình và uống nước liên tục. Vì thế để đảm bảo có thể vượt qua được ngọn núi, họ quyết định chia làm 4 nhóm và đưa hết nước cho Anzai giữ, chỉ cho đến giải lao mới được uống. Nhưng Izuka đã giấu chỗ nước mà mình có đi và đã bị người khác phát hiện. Sau đó cậu chia sẻ với cô với một điều kiện là cô phải là đồng minh. Vì quãng đường tới nhà trọ còn xa nhưng trời lại sắp tối nên họ quyết định rằng sẽ cắm trại qua đêm và sẽ chia người thay phiên nhau canh gác. Khi màn đêm xuống, con khỉ lại xuất hiện và đã thành công giết được một người. Mọi người tập trung lại và cầm đá để truy đuổi nó đi, nhưng không ngờ con khỉ lại lấy ra cung tên và bắt đầu bắn họ. Nhưng với sự thông minh của mình, Sachi đã đuổi được con khỉ đi bằng cách đẩy cục đá khổng lồ xuống. Sáng hôm sau, khi suy xét tình hình thì họ nghĩ rằng trong số người ở đây có kẻ giết người, nhưng vì để đảm bảo trật tự, họ đã giấu đi và tiếp tục leo núi. Khi leo tới đỉnh núi và thấy được căn lều, họ quyết định đi theo đội hình quy định sẵn để phòng khi con khỉ có cung tên xuất hiện, nhưng sẽ có hai người bị bỏ lại sau cùng. Trong lúc tìm xem ai là người ở lại, Izuka đã cùng với đồng minh lừa mọi người, Sachi đã giấu đi đồ uống. Tức giận, mọi người bắt đầu xông lên đánh cậu để xem có còn nước không, nhưng rồi nó cũng được kiểm soát, nhưng họ không còn đoàn kết và đặt niềm tin vào nhau như lúc đầu nữa và để nhóm Sachi đi cuối. Nào ngờ con khỉ lại nấp ở chỗ căn lều và bắn giám đốc, không như vậy mà còn đổ hết đi số nước còn lại. Không thể tỉnh táo vì thiếu nước trong thời gian dài, họ bắt đầu xông lên để giết nó, nhưng rồi cũng bị nằm xuống bởi sự nhanh lẹ của con khỉ. Khi tất cả mọi người tới nơi thì họ tìm được một số đồ hộp, nhưng sợ con khỉ bỏ độc vào nên cả hai người tính tiếp tục để cho Sachi làm con chuột bạch. Nhưng không như dự tính, sau khi tập trung lại xem nên làm gì với số đồ hộp, cậu lại tự mình xung phong thử độc. Trong hai vị thì cậu quyết định ăn hộp đào và vẫn còn sống. Nhưng để an toàn thì họ quyết định chờ trong 2 tiếng để xem độc có phát tác hay không. Vì vậy, họ tính cho cậu thử trước vị quýt còn lại, nhưng nó đã bị giám đốc cản lại và đề nghị cho ông ăn trước, vì kiểu gì ông cũng chết sớm do mũi tên con khỉ bắn. Nhưng nào ngờ ông lại chết vì kịch độc ngay sau đó. Thế nên mọi người quyết định chỉ ăn hộp vị đào, vì con khỉ sẽ không đủ thời gian để chuẩn bị kịp hai loại với hai vị.
Tối đó, họ bắt được Himuro đang làm việc khả nghi và quyết định trói ông lại vì cho rằng ông biết gì đó về con khỉ. Sau đó vì bị tra tấn nên hắn khai rằng hắn đã được Sao Tome thuê. Sau đó cậu cũng bị trói lại và họ bắt đầu chia ra hai phe, một phe phản đối Anzai vì tính tàn nhẫn và phe còn lại thì ủng hộ Sao Tome. Trong lúc Anzai bị câu thời gian bởi con khỉ do Hayashi giả mạo đóng, nhóm của Miyata đã cứu Sachi và kêu cậu hãy trốn thoát nếu như không muốn bị Anzai hành hạ. Sau đó Sao Tome lẩn trốn ở bên ngoài và phục kích con khỉ lúc nó định tấn công. Trong lúc giằng co, cậu quyết định ôm nó và lao xuống núi Cảm Tử. Sáng hôm sau cậu thức dậy và phát hiện được Tanaka, người tưởng như đã chết vì bị tấn công ở chỗ cầu thang và quyết định sẽ leo lên núi lại. Còn với ở căn lều, họ gặp được hai anh em leo núi. Thấy tình hình hỗn loạn ở đây, họ tiếng gọi cho 119 nhưng đã bị tên Himuro lao ra và vứt đi chiếc điện thoại duy nhất ấy. Không còn cách nào, bọn họ đành giải thích tình hình cho hai anh em và được hai người giúp đỡ cách quay về. Không chịu nổi cảnh mọi người đang vì nghi ngờ mà tra tấn nhau, Miyata quyết định sẽ rời khỏi căn lều và dẫn theo một vài người bất bình nữa. Cùng lúc đó thì nhóm của Anzai có hai kẻ phản bội mà không ai biết. Khi nhóm của Miyata leo xuống thì Sachi cũng đã leo lên lại được đỉnh núi. Sau đó cậu lại quyết định đuổi theo Miyata vì lo rằng con khỉ đang truy lùng họ và nhờ Tanaka truyền tin cho mọi người trong lều. Khi mặt trời buông xuống, trong lúc Miyata đang vất vả vì leo núi bằng đôi giày da thì bỗng nhiên con khỉ lại xuất hiện đằng sau họ và Hasegawa bị giết. Khi con khỉ gần như giết được họ thì Sao Tome trở lại và giúp đỡ họ. Khi tình thế của họ sắp bị con khỉ lôi tự sát chung thì Okajima quyết định hy sinh và liều chết cùng nó. Sau đó ba người sống sót còn lại quyết định dừng chân nghỉ ngơi để tránh cơn gió lạnh. Còn ở phía lều, Anzai phát hiện ra đã mất đi một chai nước. Trong lúc hắn lại tiếp tục trò tra hỏi thì Sao To đã bị gài bẫy chai nước ở trong ba lô cô lúc nào không hay. Trong lúc mọi người bắt đầu tra hỏi Sao To thì bỗng nhiên con khỉ từ trên mái nhà bước xuống. Trong lúc giao chiến, bỗng nhiên xuất hiện thêm một con khỉ ở phía sau và giết người em Kaoru, sau đó lại rời đi. Sau đó tên Himuro cũng khai rằng ông không phải là đồng bọn của khỉ mà chỉ là muốn giết Suji vì bà ta đã phát hiện anh biển thủ tiền của công ty, cũng như nói rằng người đánh cắp nước thực sự là Tanaka. Yagi vì muốn báo thù cho đứa em mình nên quyết định hành quân trong đêm lập tức để có thể phục kích được lũ khỉ. Lúc này ở nhóm Sao Tome, vì biết mình sẽ không qua khỏi đêm nay nên Miyata đã để lại áo cho bạn mình và rời đi để không làm vướng chân hai người. Nhưng rồi lại gặp Yagi và được cậu giúp đỡ tiếp tế đồ ăn nước uống và cả ngọn lửa để chống chọi qua cơn rét trên núi. Sáng hôm sau cả nhóm của Anzai cũng bắt đầu di chuyển và để cho tên phản bội Himuro đi. Cũng như Anzai mang cho mình ý nghĩ đáng sợ rằng sẽ hy sinh ai tiếp theo nếu gặp lũ khỉ. Trong lúc đó thì nhóm của Yagi cũng đã đến đường núi Kaniaruki và thủ ở đây chờ đoàn của Anzai cũng như lũ khỉ tới để tiêu diệt chúng. Họ chờ ở vị trí đắc địa, nó có thể quan sát mọi hướng và chuẩn bị một vũ khí thô sơ để tiêu diệt lũ khỉ. Lúc này con khỉ cũng đã xuất hiện. Với sự thù hận, Yagi bắt đầu lao vào trực diện đối đầu. Sau một hồi giao chiến thì nó cuối cùng cũng rút lui vì không đọ lại cậu. Lúc này mọi người ngồi lại với nhau và bàn mục đích thật sự của lũ khỉ là gì. Một trong những giả thuyết của họ là vì công ty bị nghi ngờ trong thuốc có chất độc hại. Không cần biết là gì nhưng em gái Yagi đã bị liên lụy và chết nên anh quyết tâm rằng sẽ giết nó tới cùng. Cùng lúc đó con khỉ cũng đuổi kịp nhóm đằng sau của Anzai bị bỏ lại do chậm chạp. Vì lo con khỉ sẽ giết mình, họ cũng bắt đầu bất đồng với nhau, không từ thủ đoạn để sống. Sau cùng vì bị bắt ở lại đối đầu với lũ khỉ, Sato đã tức giận lao lên rồi lỡ giết đồng nghiệp của mình. Và mọi người quyết định xem như chưa có gì xảy ra và đổ lỗi cho con khỉ. Khi mọi người tập hợp được với nhau, chỉ còn lại 10 người, rồi đi tiếp xuống núi với sự giám sát của hai con khỉ. Khi xuống đường núi, họ liền phát hiện được căn nhà mới. Tuy nhiên những người ở đây cũng đã bị con khỉ giết chết như lần trước. Bất ngờ hơn, lúc này họ phát hiện có thêm một con khỉ nữa, cùng một người đàn ông trùm mặt cầm katana. Vì bị bao vây bởi hai hướng nên họ quyết định sẽ thay phiên nhau nghỉ ngơi và sẽ đột phá vòng vây vào ngày mai. Lúc này mọi người cũng cảnh giác với sự bạo lực của Anzai và không muốn cùng nhóm với hắn nữa. Nhóm của Sao Tome quyết định sẽ đi nói chuyện với lũ khỉ vì sao lại làm như vậy và để hai người đi. Nhưng rồi thứ họ nhận lại chỉ là một tờ giấy và đuổi về căn nhà. Trong đó ghi rằng tối nay sẽ giết toàn bộ và chỉ để hai kẻ được phép chạy. Trong khi bàn xem ai là người được thả ra thì Tanaka tự ý lao ra trước và đưa con khỉ cho đi. Nhưng những người còn lại nghĩ rằng hắn rồi cũng sẽ bị giết lúc mà không ai thấy thôi. Vì thế những người còn lại quyết định rằng nếu mai không có trực thăng do Tanaka gọi đến thì sẽ rời đi lúc 11 giờ. Trong lúc thảo luận thì mọi người nghi ngờ rằng Anzai chính là đồng bọn của lũ khỉ nên đã cấm việc hắn được đi đến gần căn nhà. Tối đến mọi người cũng chuẩn bị để chống lại lũ khỉ, đặc biệt Tono còn chế được bom từ những vật dụng đơn giản. Trong khi đó thì cả ba người nhóm Sato cũng lên kế hoạch đốt ngôi nhà để tiêu diệt lũ khỉ cũng như làm lửa báo cho đội cứu trợ. Trong khi cả đám Yagi lo lắng vì không thấy ba người còn lại về thì ngoài cửa sổ con khỉ cũng đã xuất hiện. Nghe thấy được tiếng động, Anzai cũng chạy lên và góp sức, nhưng nào ngờ Sato lại chạy ra và đốt chiếc cầu thang duy nhất để chạy.
lúc này bị bao vây bởi lửa và lũ khỉ, liệu họ có thể sống sót trở về hay không? Và đó là những gì đã xảy ra trong 58 trên 120 chap của bộ Monkey Pig. Danh tính thật sự của lũ khỉ là ai và mục đích của nó là gì? Nếu các cậu thích video này thì sao không cho tớ biết ở phần bình luận nhỉ? Vì biết đâu tớ sẽ ra mắt phần thứ hai trong một ngày không xa thì sao? Còn bây giờ, wish you it out.